Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh. Kia Cerato, một chiếc xe trong phân khúc hạng C với đầy đủ những cái tính năng an toàn, vận hành của chiếc xe nó cũng rất tuyệt vời. Để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm về chiếc xe em đang cập nhật, đây là một chiếc Kia Cerato phiên bản máy 1.6 Luxury, sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, gốc biển Hà Nội. Xe thì là phiên bản Luxury nên nó sẽ được trang bị những cái tính năng cần thiết cho anh chị và các bạn. Ngoại thất là màu xanh thiên thanh, nội thất là màu kem. Với những tính năng thì nó được mang lại như là bộ mâm hợp kim với 5 chấu kép hay là hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi. Nội thất thì có trang bị màn hình đề nổ, cửa sổ chơi, ga tự động, vô lăng tích hợp và các phím drive mode, các chế độ lái. Rất nhiều tiện nghi option để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm về chiếc xe sedan trong phân khúc hạng C, được cạnh tranh với các đối thủ như là Mazda 3 hay là Toyota Corolla Altis, Honda Civic. Với kiểu dáng của chiếc Cerato này thì nó được trang bị một cái kiểu dáng rất là ưa nhìn. Các tính năng của chiếc xe được thiết kế rất hiện đại. Từ những cụm đèn hậu của chiếc xe được nối liền với nhau bằng một dải LED. Và bên trong đây thì nó sẽ có cái khoang chứa đồ cũng khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn chứa được nhiều đồ. Keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe thì còn nguyên bản. Thùng cốp của chiếc xe thì không hề có hiện tượng bị đâm va về phần đuôi anh chị ạ. Các phần dập nổi của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên bản. Dàn nốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn, nốp sơ cua vẫn còn rất mới. Đây là những cái phần keo chỉ, ốc ác của chiếc xe thì em cũng quay luôn cho anh chị và các bạn cùng theo dõi và cảm nhận. Sau khi anh chị và các bạn xem qua clip mà cần em hỗ trợ xem rõ hơn, cụ thể hơn ở những cái phần nào của chiếc xe, hãy trao đổi với em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể gửi chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo đầy đủ những cái thông tin mình đang cần, giúp anh chị và các bạn ở xa mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi lại. Với ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì nó sẽ có một cái không gian thoải mái cho 3 người ngồi. Nội thất thì nó có bọc da, nhưng mà những cái chi tiết về cánh cửa thì nó sẽ có những phần nhựa giả da. Các chi tiết được kết hợp rất là hài hòa. Cái tông phối màu của chiếc xe nó cũng rất là ưa nhìn. Đấy, những cái chi tiết về tay mở cửa này, mạ chôm này, hay là phím chức năng nhà lên xuống kính. Bên trong đây thì nó sẽ có những cái phần như là con ốc bản lề và những cái phần cột kèo của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Bậc lên xuống của chiếc xe thì nó cũng có những cái phần ốp bảo vệ đầy đủ cho anh chị và các bạn. Hay là những cái phần ghế ngồi, bề mặt ghế ngồi và những cái phần tựa đầu, hay là những cái phần trần xe có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa sổ trời, cửa gió, điều hòa trung tâm. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn những gì? Phần cánh cửa thì nó sẽ có các phím chức năng như là lên xuống kính này, hệ thống chỉnh gương, hệ thống loa giải trí và những cái phần bậc được ốp bảo vệ ở các vị trí đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Đây là những cái phần tay mở cửa này, những cái phần ốp nhựa bóng, các chi tiết được kết hợp rất là hài hòa. Trong đây là những con ốc bản lề và những phần tai xe không hề có hiện tượng bị đâm va gì cả anh chị nhé. Cửa gió điều hòa của chiếc xe thì được trang bị dạng tua bin, ghế ngồi có chức năng chỉnh điện đầy đủ. Đây là những cái phần cột của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan. Tem mác vẫn còn rất là đầy đủ rõ ràng. Đấy, những cái chi tiết về phần cánh cửa của chiếc xe thì em cũng quay luôn cho anh chị và các bạn cùng tiện theo dõi. Ghế lái, ghế phụ của chiếc xe hay là khu vực màn hình giải trí. Về cơ bản mẫu xe này thì bác ấy không có độ đẽo gì cả. Hiện trạng của nó vẫn nguyên bản theo nhà sản xuất, từ màn hình đến vô lăng, củ số đến những cái chi tiết về phần đèn đóm của chiếc xe đều giữ được độ nguyên bản theo nhà sản xuất, không có độ đẽo gì cả. Và máy móc của chiếc xe thì nó sẽ như nào, em sẽ mở lên cho anh chị và các bạn tham quan, từ những con ốc bản lề đến những phần thanh rằng mấu nối của chiếc xe để các bác có thể cảm nhận về một chiếc xe sản xuất năm 2019, đăng ký 2020, lăn bánh với quãng đường là hơn 80.000 km. Như chi tiết về ác quy, rồi là những cái phần ốc mặt máy, ốc chân máy của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua và đánh giá về chất lượng của chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với mức giá bán của chiếc xe Kia Cerato phiên bản Luxury 1.6 sản xuất năm 2019, đăng ký 2020, một chùm biển Hà Nội, em đang chào bán anh chị và các bạn với cái mức giá là 465 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ sang tên. Check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn. Xin chào.